quay cho thì Linh, thì Trang với thằng Nì với Phô Là nó coi coi bà nội cúng mùng một Tết nghe. Thấy bữa nay bà nội mặc cái bộ đồ của chị Trang mua không, nó mới gửi đó. Bữa nay mùng một Tết cúng bánh kẹo trái cây cho bà nội với trên Trang ông Trang bà ở trên Trang á, thì mình thắp nhang chiếu. Hôm nay dịch với trái cây giờ đó phân độc quá, nay cũng gọn vàng. Phụng thêm một tuổi rồi nha, 22 phải không, tuổi con rồng. Nay mình không có nho Mỹ ha, mình cúng nho Việt Nam đi. Màu đỏ. Con thì Trang nó mua cho tôi ăn Tết mà nó mua màu này. Phải chứ mua. Phải chứ mua cho tôi màu đỏ đi. Ừ, không có nói gì chứ. Ông địa ông thần tài bữa nay mùng 1 Tết. Sao mới ngồi chùm hổm luôn vậy? Có quỳ hả? Thôi cắt cho đi. Hôm nay mùng 1 Tết cúng ông địa ông thần tài. Ông thần tài cho lộc cho tài nha. Mua số cho chú đặc biệt coi. Hôm nay mùng 1 Tết. Cả nhà đi ăn sáng. Mà lần đó có bán bánh mì chay ngon lắm. Ở đây có bún riêu với bún cà ri chay á. Bữa nay mình mùng 1 đó mình ăn chay. Năm mới ba chúc con an khang thịnh vượng. Nói lại gia, an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc vui vẻ một nhà. Rồi con cảm ơn ba. Là giàu quá cho tiền đô con bà đó, đi chưa trăm đô cũng nghe. Rồi về lì xì trăm này 10 đô nè, cảm ơn má. Lì xì gì mà đưa tiền mặt hơn không bỏ ba hết trơn á. 10 đô, 100 đô, chị ơi chị ơi. Ta xài tiền đô thôi, ta thành ra ta cho nha tiền đô mà. Đưa thằng trai đi. Tiền này 4 xu nào đó nó gửi đó. Vì 10 đô có chịu hả? 100 đô. Coi vậy thôi. Chị biết nó cầm đô rồi. Biết không em? Nè. Trời ơi, đại gia mà có 10 đô. Trời ơi. Chị thôi cắt vô. Đại gia có 10 đô. Nè. Vậy? Ông nó lẽ ông lớn thì xì tôi phải. Nè. Em chúc anh coi được đi, anh lì xì cho em. Ủa, mình lì xì cho mà mình phải á rồi. Đưa đây, đưa tiền đi rồi đặng đừng có nói, có chưa đưa tiền đâu. Nói rồi nha, coi được, ơn mới được. Nói xong à, năm mới, chúc anh dồi dào sức khỏe. Hôm nay anh là đã không? Dạng sự như ý. Đầu năm tới cuối năm có ghệ điều điều. Lại ra đường gì? Nó nói đồ bác con rồi nó đi đây. Gia đình hạnh phúc, vui vẻ một nha.